Hello, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em quay trở lại kênh của mình. Buổi sáng hôm nay chúc anh chị các bạn có một buổi sáng thật vui vẻ, phúc bên người thân và gia đình chị. Anh em nào lần đầu tiên xem kênh của em thì đừng quên nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho em chị nhé. Bấm vào nút chuông, nút đăng ký để thì cập nhật và theo dõi những mẫu xe rất là ngay. Sáng nay em sẽ giới thiệu anh chị bạn hai chiếc Tarad cùng mới về bên em chị nhé. Vừa rồi thì có rất nhiều anh chị các bạn hỏi em cái dòng xe 9 chỗ rộng rãi để về chạy chở khách, làm xe trung chuyến, chở khách du lịch. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu chị bạn hai chiếc nha. Một chiếc là sản xuất 2013 phiên bản số sàn máy xăng, và một chiếc 2014 là máy dầu anh chị nhé. Cả hai chiếc đều mang biển số thành phố Hồ Chí Minh. Anh em nào ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì lấy khi mua chiếc xe này thì phí chuyển biển không nhiều nhé. Còn đối với anh em ở tỉnh thì bên em bao rút hồ sơ cho anh em. Về mặt sơn si thì hai con đều màu bạc anh chị, sơn si còn rất là đẹp luôn. Thì mời anh chị bạn cùng em dạo quanh một vòng xem tổng thể ngoại thất và nội thất của hai chiếc xe này. Về ngoại thất thì sơn si còn rất là đẹp anh chị, sơn si màu bạc, chóa đèn rất là sáng này. Còn mang biển là 51H63181, sản xuất 2013, con này phiên bản số sàn máy xăng anh chị nhé. Đó thì anh em nào mà đang thích cái dòng Tarad máy xăng thì có em có một con nhé, máy xăng. Mức giá cũng rất hợp lý cho anh em luôn. Anh em nào có thể tới tận nơi trực tiếp xem xe, thiện chí thì bên em còn bớt ít lọc cho anh chị các bạn nhé. Con này thì mâm đúc, mâm hoa đúc la răng, lốp gai còn rất là sâu cua, lốp sạch đẹp anh chị. Sơn si thì có tút táp lại phần sơn bên ngoài, sơn rin tầm khoảng 90%, còn rất đẹp nhé. Ưu điểm của dòng Tarad này là form dáng đẹp, rồi quang nội thất bên trong rất rộng rãi nhé. Anh chị xe 9 chỗ đi tầm khoảng 10 người thì rất rộng rãi luôn. Phía sau khoang chứa đồ sau rất rộng, nó đi du lịch gia đình thì rất hợp lý anh chị. Bốn lốp gai còn rất là sâu. Và hiện tại em đang chào bán con Tarad đời 2013 phiên bản máy xăng này. Thì với mức giá là 460 triệu đồng bên em bao rút hồ sơ anh chị nhé. 460 triệu đồng cho mẫu Tarad 2013 này anh chị nhé. Anh em nào mà xem xe thì có thể tới tận nơi trực tiếp bên em để test xe, xem xe thoải mái luôn chị. Mang biển 51H63184, Tarad đời 2013 anh chị nhé. Còn đẹp, những cái chóa đèn này, những cái đèn còn đèn hậu phía sau này rất là sáng, không bị ố màu, form dáng rất là liền. Với giá thành là 460 triệu cho mẫu Tarad máy xăng 2013 này anh chị. Rồi em sẽ đi chi tiết cái phần nội thất bên trong cho anh chị các bạn xem tổng quan nội thất. Đặc biệt cái dòng Tarad này thì hai cửa lùa hai bên anh chị nhé, hai cửa lùa hai qua hai bên rất tiện lợi. Và hai ghế giữa này có thể trượt lên trượt xuống được này. Và đặc biệt cái dòng này thì ghế trượt không phải ghế xoay nhé. Nếu chị bạn thích ghế xoay thì có thể đổ lên ghế xoay. Thì vừa rồi em cũng có bán một con ghế trượt 208 máy dầu cho một chú ở bên quận 5. Thì hiện tại chú đang cần yêu cầu là làm ghế trượt thì bên em cũng làm được luôn chị nhé. Làm ghế trượt ghế xoay cho quý khách hàng luôn, tùy theo sở thích và nhu cầu của mọi người. Về nội thất thì được giữ nguyên cái bộ ghế nỉ nguyên bản, trần nỉ nguyên bản chị. Phía trên thì có hốc điều hòa phía trên. Những cái nút chỉnh đèn này đấy còn rất là khá sáng nha, còn đẹp nha. Nội thất sạch đẹp, đời 2013 máy xăng. Ưu điểm của dòng máy xăng này thì chạy rất là giọt, máy móc thì không ồn, nó êm hơn máy dầu anh chị. Đi thì sướng hơn, nhưng mà nó chi phí xăng cổ thì nó tất nhiên nó sẽ không được lợi hơn so với xe máy dầu rồi. Bởi vì giá bán thì nó thường thường nó thấp hơn so với máy dầu anh chị nhé. Nó chỉ 460 triệu đồng thôi. Nó là 2013, xe còn rất đẹp nét. Cam kết chị bạn là keo chỉ zin, đây những cái ngoằm khóa này, còn rất là mới luôn. Đó, keo chỉ zin hết nhá. Cam kết zin. Anh em nào thiện chí xem xe thì có thể tới tận nơi trực tiếp để xem xe nhé. Bên em sẽ cam kết cho chị bạn là xe không đâm đụng, không ngập nước. Nếu chị bạn phát hiện ra xe ngập nước đâm đụng thì bên em hoàn tiền lại 100% cho chị bạn. Xe rất là đẹp,
Và những cái dòng xe mắc tiền này thì bên em xem xe rất là kỹ nha, chọn những con xe đẹp thì bên em mới lấy về. Cũng rất là kén khách, nói chung là khi nào có khách người ta có nhu cầu sử dụng cái dòng 9-10 chỗ này thì người ta mới mua anh chị. Cho nên bên em không có bỏ ra một số tiền lớn mà mua những con xe lỗi về thì không bán được cho ai nhé. Thì anh em khi xem xe thì yên tâm nhé. Một mẫu tiếp đó là Tarez đời 2014, động cơ máy dầu. Đó, mang biển Sài Gòn luôn, biển khá đẹp, 12325. Sơn xi màu bạc. Với mẫu này thì bên em đang chào bán mức giá là 620 triệu đồng. 620 triệu đồng cho mẫu Tarez đời 2014 máy dầu anh chị nhé. Mâm lốp la răng còn khá đẹp. Bên kia người ta đang đổ bê cáp, hơi ổn đấy chị. Đó. Máy dầu nhá, chóa đèn còn rất là sáng luôn. Anh em xem. Chiếc này thì nội thất thì được bọc da hết rồi. Ghế thì cũng ghế là chuột lên chuột xuống anh chị. Trần này trần nỉ nguyên bản, bọc ni lông chống dơ chống chảy được anh chị nhé. Keo chỉ rin cam kết thì bạn keo chỉ rin nhé. Cửa đóng nhẹ nhàng khít khớp, rất là sướng anh chị. Anh em xem nhé. Đó, keo chỉ rin hết rồi. Đây, vô lăng. À, vô lăng còn rất đẹp nha. Đời 2014 thì cũng khá cao rồi. Máy dầu thì chạy cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Anh em nào mua cái dòng này để chở khách du lịch hay là đi gia đình thì rất là hợp lý nha. Rất rộng rãi luôn. Đặc biệt cái khoang chứa đồ phía sau rất rộng nhé. Đó. Chở đồ rất là nhiều. Đi đồ xe này thì rất là cao ráo. Đó, và hiện tại em đang còn hai chiếc nha, một chiếc máy xăng và máy dầu. Đó, anh em nào thiện chí thì có thể liên hệ ngay cho em theo số điện thoại là 0969711141, em tên Việt chị, để được tư vấn chi tiết hơn. Và khi xem kênh của em thì anh chị bạn cũng đừng quên nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho em chị nhé. Bấm vào nút chuông, nút đăng ký để tiện cập nhật và theo dõi những mẫu xe rất là ngay. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.